Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Cùng Toàn dân phòng cháy nổ trên kênh VTC14, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sau đây là phần tin tức cháy nổ 24 giờ với những thông tin cập nhật nhanh tình hình phòng cháy chữa cháy trên cả nước. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022, Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và thực tập phòng cháy chữa cháy cho trên 130 người là cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Dịch vụ Công ích huyện và các tiểu thương, hộ kinh doanh, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Nội dung phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy gồm những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy, cách sử dụng trang thiết bị, phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thực hành phương án chữa cháy, các đơn vị đã thực hiện xử lý tình huống giả định cháy nổ tại gian hàng bán đồ may mặc, khu chợ chính và nguyên nhân gây cháy là do sự cố thiết bị điện. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã báo động, gọi điện báo cháy đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ, di chuyển tài sản và đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy. Công an quận Lê Chân, Hải Phòng vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Lê Chân tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống diễn tập xảy ra cháy tại tầng 2 khu vực phòng hành chính của chi nhánh Lê Chân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam. Người phát hiện cháy đã nhanh chóng hô hoán, báo động cháy và cho mọi người biết. Nguyên nhân xảy ra cháy do sự cố mạch trong hệ thống điện gây cháy. Khi xảy ra cháy, do thời gian phát hiện ra muộn dẫn đến đám cháy đã lan ra diện tích rộng, phát triển nhanh, tỏa ra nhiệt lượng lớn, nhiều khói, khí độc bao phủ toàn bộ kho vật tư. Đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh, có 4 người bị ngạt khói, mắc kẹt trong đám cháy. Nhận tin báo cháy, toàn bộ lực lượng đội phòng cháy chữa cháy và phương tiện nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức các phương án chữa cháy theo chức năng nhiệm vụ phân công. Tuy nhiên, do đám cháy có phạm vi lớn nên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Lê Chân đã tăng cường một xe chữa cháy và lực lượng, phương tiện đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy và cứu hộ người bị ngạt khói, bị mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn. Các lực lượng khác hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra cháy. Trong xu thế phát triển chung, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện ngày càng nhiều chung cư cao tầng. Tuy nhiên, loại hình nhà ở này tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất cao. Thực tế, thời gian qua, dù đã được quan tâm nhưng tình hình cháy nổ tại nhà chung cư vẫn diễn biến phức tạp, cần được chú trọng phòng chống hơn nữa, đặc biệt trong dịp cuối năm. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, với đặc điểm công năng đa dạng, thường xuyên tập trung đông người, chung cư cao tầng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy chưa tốt của người đứng đầu cơ sở, đơn vị quản lý vận hành chung cư cũng có thể làm tăng nguy cơ cháy. Còn theo Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ tính từ sau khi luật nhà ở năm 2005 trên địa bàn thành phố, đã có 796 nhà chung cư hoàn thành, đưa vào sử dụng. Rõ ràng chỉ riêng việc phòng cháy chữa cháy tại nhà chung cư đã và đang đặt ra áp lực rất lớn đối với chính quyền và lực lượng chức năng. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là tiểu mục khu dân cư an toàn. Thưa quý vị và các bạn, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước đang có diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm. Điều này đòi hỏi phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phòng cháy chữa cháy, tiến tới xây dựng và chuyên nghiệp hóa lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở từng địa phương, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hàng hóa, nguyên vật liệu, các chất dễ cháy nằm ngổn ngang. Hệ thống điện, cầu mắc tạm bợ. Lối thoát hiểm, chật hẹp, lại xếp kín hàng hóa. Dù đã liên tục được các cơ quan lực lượng chức năng địa phương hướng dẫn, thế nhưng thực trạng này vẫn tồn tại ở những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các cái hệ thống điện thì được lắp đặt không đúng theo quy định, được hệ thống điện thì câu mắc tùy tiện, dây dẫn thì không được đi trong các cái ống bảo vệ, hàng hóa thì sắp xếp gây cản trở lối thoát nạn, chưa có các cái giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, cũng như là các biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy. Một số cơ sở thì còn chưa trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu,
nên là cái nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở này luôn là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 16.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và trên 2.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Gần 1.000 cơ sở có nguy cơ cháy nổ, hàng ngàn cơ sở hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ đang được rà soát để bàn giao phân cấp quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy cho xã phường thị trấn. Nghị định 136 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2021, nhưng do diễn biến của đại dịch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới triển khai nghị định rộng khắp từ tháng 11 năm 2021. Phải nói là có rất nhiều các vụ cháy hết sức đau lòng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Quảng Ngãi, ở Nghệ An, làm chết rất là nhiều người. Chính vì từ cái thực tế như thế, cho nên là với cái vai trò tham mưu thì lực lượng công an cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành cái nghị định 136 để làm sao đó nâng cao cái vai trò trách nhiệm của ủy ban các cấp, đặc biệt là ủy ban cấp xã trong cái việc thực hiện quản lý nhà nước đối với địa bàn khu dân cư. Thực tế đã chứng minh phòng cháy chữa cháy chỉ có thể hiệu quả nếu công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Các vụ cháy nổ, tai nạn sẽ giảm thiểu được thương vong, hậu quả khi được phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Vì vậy, Nghị định 136 gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương nếu để xảy ra cháy nổ, xây dựng mạng lưới và nâng cao hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng gần nhất, được xem là một trong những giải pháp ngăn ngừa và hạn chế hiệu quả thiệt hại do cháy nổ gây ra. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng là hết sức là quan trọng, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, tài sản, sức khỏe của người dân. Đề nghị các huyện, thị, thành phố cần khẩn trương tham gia để nghe quán triệt trên cái cơ sở đó, các đồng chí có cái cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo đến các xã phường, thị trấn triển khai một cách nghiêm túc, có hiệu quả cái nghị định 136. Với những quy định chi tiết về biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy từ cấp cơ sở, nghị định 136 của Chính phủ tạo nền tảng vững chắc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là tại khu dân cư, nơi tập trung đông người. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, ngoài việc trang bị các thiết bị chữa cháy, các chuyên gia khuyên cáo người dân nên trang bị thêm các trang phục phòng cháy chữa cháy để có thể sử dụng thoát nạn khi cần thiết. Trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, chuyên gia phòng cháy chữa cháy của chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị một số dụng cụ tiêu biểu để người dân tìm hiểu trang bị trong nhà. Ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với tất cả các bạn một số trang phục phòng cháy chữa cháy được trang bị rất là phổ biến tại các khu dân cư. Thì theo căn cứ theo thông tư 48 năm 2015, thông tư Bộ Công an quy định về bộ trang phục phòng cháy chữa cháy thì một bộ trang phục phòng cháy chữa cháy cơ bản sẽ bao gồm những phần sau. Đầu tiên là về quần áo chữa cháy, sẽ bao gồm là quần chữa cháy và áo chữa cháy. Bộ quần áo chữa cháy này có đặc điểm được làm từ chất liệu polyester trên cốt tông, có khả năng chống chịu nhiệt độ cao, chống nước và chống bụi bám. Một bộ quần áo này có màu vàng và có vạch phản quang màu xanh, có thể giúp nhận biết người mặc trong khi xảy ra sự cố. Bởi vì trong môi trường đấy thì sẽ có nhiều khói bụi nên là tầm nhìn rất hạn chế, nên là với việc có quần áo màu vàng và vạch phản quang màu xanh sẽ dễ nhận biết người mặc hơn. Bộ quần áo này thì có 3 size cơ bản. Thì tôi lưu ý với các bạn là các bạn nên lựa chọn những size phù hợp với bản thân mình để khi có sự cố xảy ra có thể thao tác nhanh chóng mặc bộ quần áo này lên người và tiến hành thoát nạn. Tiếp theo là đến mũ chữa cháy. Mũ chữa cháy này được làm từ vật liệu nhựa ABS tổng hợp, có khả năng chống chịu va đập cao. Trước mặt trước của mũ sẽ có một tấm kính được làm từ vật liệu polycarbonate màu trắng trong, có khả năng cản bụi, cản gió và cản được sức nóng của ngọn lửa, để trong trường hợp chúng ta chữa cháy hay là chúng ta có thể thoát nạn, chúng ta cũng không bị ngọn lửa tấn công vào nhiều. Bên cạnh những trang phục chữa cháy tôi vừa giới thiệu trên thì còn có găng tay chữa cháy, ủng chữa cháy và khẩu trang chữa cháy. Thì đặc điểm của những trang phục này đều được làm từ các loại vật liệu có khả năng chống chịu nhiệt cao, có khả năng bám dính để cho người mặc có thể thoải mái tận dụng trong quá trình thoát nạn hay cũng như trong lúc chữa cháy. Tới đây chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ xin được kết thúc. Chương trình xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 20h50 ngày mai trên kênh VTC14.